Những lời mời của Tổng thống Alexander Van der Bellen, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã thăm chính thức Cộng hòa Áo. Lễ đón chính thức đã diễn ra trang trọng tại đại sảnh cung điện Hofburg, thành phố Viên, thủ đô nước Áo. Tổng thống Alexander Van der Bellen và phu nhân chủ trì lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trao đổi về các định hướng hợp tác và biện pháp nhằm đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo. Tổng thống Alexander Van der Bellen nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Cộng hòa Áo, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối với mối quan hệ hai nước, chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Khẳng định Áo coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng, chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chú đáo và nồng hậu mà Tổng thống và nhân dân dành cho đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Cộng hòa Áo, người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu EU. Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Trong đó có việc xem xét tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau. Áo có chính sách khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa nghệ thuật, thể thao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là phát huy vai trò của các hội hữu nghị tại mỗi nước, thúc đẩy triển khai các hoạt động quảng bá du lịch, tăng cường kết nối địa phương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống và phu nhân sớm thăm Việt Nam và Tổng thống Alexander Van der Bellen đã vui vẻ nhận lời mời.